Thủy điện Đồng Nai 3 có dung tích hồ chứa gần 1,7 tỷ mét khối, lớn thứ hai trên lưu vực sông Đồng Nai, nhưng nằm ở thượng nguồn nên giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp điều tiết nước cho vùng hạ du. Nắng nóng kéo dài, lưu lượng nước về ít khiến mực nước hồ đang tiệm cận mực nước chết. Dù vậy, việc đảm bảo cấp nước cho hạ du vẫn được nhà máy thủy điện ưu tiên hàng đầu. Theo quy định của quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, trong mùa khô, hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3 phải xả nước về cho hạ du trung bình mỗi ngày khoảng 45 đến 50 mét khối một giây. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng 5 tới nay, nhà máy đã hoạt động gấp đôi công suất để đảm bảo được việc cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt cho hạ du. Vận hành xả tối thiểu là từ 6 đến 8 tiếng trên ngày, với lưu lượng trung bình là từ 80 đến 100 mét khối trên giây, để phục đảm bảo được cái mực nước tại các cái trạm bơm của hạ lưu, là đảm bảo cái mực nước để phục vụ cho cái việc tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cũng như là sinh hoạt của bà con vùng hạ du. Hiện mực nước hồ Đồng Nai 3 thấp hơn so với khoảng mực nước điều hành mùa cạn theo quy trình vận hành liên hồ chứa gần 1 mét, tương ứng thiếu hụt hơn 37 triệu mét khối nước. Đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia và các địa phương vùng hạ du để khai thác tối ưu nguồn nước còn lại. Ngay từ đầu năm 2023, thì công ty đã có những kế hoạch phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để thực hiện cái công tác vận hành các tổ máy, vừa phát điện mà vừa phục vụ cấp nước vùng hạ du. Rà soát lại các công trình thủy lợi để duy tu và sửa chữa, rồi nạo vét hệ thống kênh mương, rồi hệ thống các cái công trình hồ đập, rồi là các cái hệ thống trạm bơm trên sông Đồng Nai. Bên cạnh đó thì huyện cũng đã làm việc trực tiếp với các công ty thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 để có kế hoạch điều tiết nước phù hợp. Theo tính toán, mực nước trong hồ chứa Đồng Nai 3 còn khoảng 80 triệu mét khối. Khi hạ du có nhu cầu tăng lượng nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhà máy thủy điện sẽ vận hành cấp nước tăng cường.